Ngồi đợi cô xíu đi, ngồi đợi xíu nha. Giờ lấy cái gì lấy lên cho. Chị đang đi cứu thằng. Dạ, tức là từ đầu bếp à cô? Từ đầu bếp ra hả? Đầu bếp ra, không phải đầu bếp làm sao á. Dạ, ghê chứ hả? Từ đầu bếp làm sao không? Đầu bếp làm bị món chú có món quà. Dạ, đúng là rất là xinh xinh rồi. À, đổ nước vô hả cô? Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn nha, đã đến với video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV về ẩm thực đường phố Sài Gòn. Hiện tại là hôm nay Cuộc Sống Sài Gòn TV đó cả nhà đi ngang qua địa chỉ là Dương Đình Nghệ, thì tại địa chỉ số là 26 Dương Đình Nghệ, phường 8 quận 11 nè cả nhà, thì phát hiện ra một cái xe, trời ơi, cái xe bánh cuốn ướt nhìn thấy lạ quá. Ui, cái món này là món gì chú? Cái này bún ngạo hấp. Dạ. Ồ, quá lạ luôn. Đây là con mình xin chú để bữa cô nè, để chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn. Đây. Bánh cuốn Quảng Đông nha cả nhà. Bánh cuốn Quảng Đông nè, bánh cuốn tôm, rồi bánh cuốn bò, bánh cuốn heo, bánh cuốn xá xíu, bánh cuốn thập cẩm, đó, rất là nhiều loại luôn. Giá từ 35k cho đến 55k nha cả nhà. 30 thôi, theo dạ. 30 à, 30 đó hả, chứ không phải là 35 hả? 30, 45, cái gì giá nào ăn theo tùy theo cái thịt đơn, cái thịt mình ăn. Dạ, mình bán là từ mấy giờ tới mấy giờ cô chú? 6 giờ sáng tới 3 giờ chiều. Dạ, từ 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Dạ, dạ đúng rồi. Nhìn đặc biệt mình ấn tượng nè, cái máy cuốn nè, cái nhà làm bánh nước nè, bằng cái khay nè, cái nhà ơi. Chuẩn gì có chặt chậm, chuẩn liền ngon ngầu đó cô chú. Dạ. Ồ, món này lạ quá. Hấp luôn. Như phần đó là bao nhiêu đó cô? Cái này 55 thập cẩm. Dạ, 55 thập cẩm. Đây này 99. Đấy, luôn. Ẩm thực đường phố Sài Gòn thì Cuộc Sống Sài Gòn TV chia sẻ rất nhiều các món ăn đường phố. Thì hôm nay chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn bánh cuốn Quảng Đông nha cả nhà. Ồ, rất là lạ luôn. Đặc biệt là cái cách làm nè, rất ấn tượng luôn. Mình bán đây được lâu thôi chưa chú? Một năm mấy rồi. Một năm mấy nè. Dạ. Đặc biệt là của cô chú người qua nha cả nhà. Thơm lắm. Đứng này, có lên ngay ngút. Cái này hấp, con thấy hấp lạ quá. Cái nhà thấy không? Đổ vô lạ không? Hay là tập cẩm bò kho. Dạ. Lại cái hai cái cặp lắm.
Cái này là 35.000 một phần. Dạ. Nhiều cái này là 35.000 phần nha chú. Dạ. Nhiều vô lắm đó. Dạ. Con thấy rất là lạ luôn nha, quý cô chú anh chị các bạn này. Chú làm rất là nhanh tay luôn nha nha. Đây là cô chú đổ nước vô. Cô nói là do là cuộc sống Sài Gòn TV mình đến đây bây giờ cũng trẻ rồi nha nhà. Cô nói là có món tôm nữa, nên là bữa sau mình sẽ ghé mình quay á, mình thêm món tôm nữa là đầy đủ. Đây là bây giờ chỉ bò trứng thôi. Ủa chưa chứ mà hả? Các cô chú đang đứng chờ để thưởng thức này các bạn. Địa chỉ chúng ta cũng rất là dễ nha các nhà, cứ đường Dương Đình Nghệ đó các nhà, thì quý cô chú anh chị và các bạn đi tới là thấy liền hà. Đây là thịt cầm. Cái này lấy lạc dâm á. Dạ. Lạc dâm xay mới ngon. Cái lạc dâm chưa quên lạc hết. Rất là đặc biệt. Đó. Rất là đặc biệt nha cả nhà. Nhìn. Bởi vì bánh cuốn trứng thì bánh cuốn thì thường là người ta làm bằng cái nồi hơi, mà theo cái kiểu một là bằng máy, hai là phải tráng theo thủ công đó các bạn nha. Còn cái này là bằng máy và đặc lập cái vuông nè. À, chú làm bánh cuốn là trong một cái khay vuông. Ôi ngày nhút luôn. Hết tôm rồi. Mọi người đến khách tính để thưởng thức cho các nhà. Thấy chú làm rất là nhanh tay luôn á. Cái này là mình làm lâu đầu chưa chú, hay là chỉ mới năm mấy này là ở địa điểm này thôi? Có địa điểm này một năm mấy à? Dạ. Thấy cũng rất là nhanh chưa.
tính nè, hợp lý ngồi để thưởng thức. Và đây là xá xíu. Okay. Cô chăm nước mình cho nó khỏi hơi cái này nghe. Để nó bánh cuốn của mình nó chín, màu chín. Cái nồi này là món gì chú? Cái nồi này là món gì? Cháo. Dạ. Thì cái chả cắm trong nồi xong rồi làm cái bò và ba cố cái xá xíu. Dạ. Em ba phần xá xíu đúng không? Ba phần xá xíu đúng không? Ừ, rồi. Ngồi đợi cô xíu đi, ngồi đợi xíu nha. Ngoài xá xíu còn gì nữa? Có xá xíu còn mày. Bây giờ lấy cái này chị lấy thân cho, chị đang đi cứu đứa thằng. Lấy đá lên cho em nha. Chú làm rất là nhanh tay luôn. Một cái ba cái xá xíu một cái bò. Bốn cái xá xíu một cái bò. Cũng lấy luôn cái. Ẩm thực đường phố Sài Gòn thì đó, cuộc sống Sài Gòn TV chia sẻ các món ăn đường phố cho quý cô chú anh chị và các bạn. Bánh cuốn Quảng Đông thì có mở thêm một địa chỉ mới nữa là 80 Dương Đình Nghe nha cả nhà. Dương Đình Nghệ chứ chú? Cũng là cái đường lẻ. Đúng rồi, dạ. Dân kia không, con không thấy chú nạn, con tưởng Dương Đình Nghe. Dạ. Cũng trên đường này luôn. Mở thêm một chi nhánh nữa. Cậu nhìn ngon quá chị Hà, hấp dẫn quá. Này sườn á. Dạ. Bữa tiếp là ăn với tí tô nha cả nhà. Ừ, đây. Dạ rồi. Rồi mắc lưỡi bình thường cho em đi đi. Bà chân đưa vô đi sườn ăn thêm số 2 á chứ. Mày chưa hả mày kêu? Xá xíu. Ừ. Dạ. Như khách ăn như thế nào thì cơm cô chú sẽ làm y như thế đó cho quý cô chú anh chị và các bạn thôi. Rồi em ghi. Cô làm cho con một hộp thôi chú. Rồi, cuộc sống Sài Gòn TV sẽ làm một hộp mà về nhà mình thưởng thức nha cả nhà. Mình về nhà mình sẽ review cho quý cô chú anh chị và các bạn. Đó là dầu. Chú bếp đây. Cái nồi nè. Mình đứng xa xa quay cho cái nhà này cái nồi nè. Trời ơi. Nồi khói ngay nút. Rất là lạ luôn, bánh cuốn Quảng Đông. Chắc lần đầu tiên cuộc sống Sài Gòn TV mình thưởng thức á. Khách ăn lại là mình bỏ cái dĩa này hả cô hả? Dạ. Đây này, cái này. Khách ăn lại là điện vào cái dĩa này. Rất là đầy đủ, mình nói là thấy hành nè, rau thơm nè cả nhà, đồ rau. Còn thì cô quét từng cái dầu nữa. À, khách đây, khách ngồi để thưởng thức nha.
四個叉燒啊？一個嘛，叉燒。呢個出面兩個，一個。一個係咁，仲有三個。跟住又兩個叉燒，兩個牛。整完個沙華先啦，俾碟走先。Nhanh luôn á. Chú là đầu bếp. Dạ, chú là từ đầu bếp à, cô. Từ đầu bếp ra hả? Đầu bếp đó, cũng là đầu bếp làm sao á. Dạ, ô ghê chứ anh nha. Từ đầu bếp làm sao không? Đầu bếp làm mì món chú có ba món quà. Dạ, chú là đầu bếp năm sao nha cả nhà. Dạ. Làm ở bên Maxim với lại thằng Long á. Dạ. Chú là đầu bếp năm sao nhà hàng nha cả nhà. Năm sau mà về mẫu quán bánh cuốn nè. Dịch nó dịch ổng cái gì ạ? Dạ. Lúc xíu nữa chứ. Đầu bếp của nhà hàng năm sau bếp qua nha cái nhà. Nấu có món ăn của bà con người qua mình đó. Đây là chú làm rất là khéo tay, nhanh tay lắm. Cô làm cho con một hộp nha cô. Dạ. Làm xong cái bàn này làm cho em nhé. Dạ dạ. Chú là làm đầu bếp lâu năm chưa chú? Lâu lắm rồi. Mấy chục năm rồi. Mấy chục năm rồi. Dạ. Làm ở Trung Quốc. Ở làm bên Trung Quốc, ổng qua đây nữa. Trời ơi, hôm nay mấy chục năm rồi. Dạ, là làm bên Trung Quốc. Mấy người vợ người gì ổng ở đây thôi. Dạ. À, khi nào chú lấy vợ việc ở bên này thì chú qua đây tha hạ, còn làm bên kia là nhiều. Vợ việc đứng đây nè. Dạ. Còn ở đâu nữa? Còn ở đâu nữa? Vợ đây nè. Dạ. Lấy đứa nào nữa? Không qua dạ. Này đứa nào lấy nữa? Trời. Vậy là chú qua Việt Nam mình lâu rồi mà. Mấy, 20 năm có à ha? 20 năm hả? Dạ. Chú làm đầu bếp ở nhà năm sao một rồi. À, do tình hình dịch đó cả nhà nên là chú về nhà ở nhà làm hai vợ chồng là phạt quá. Hôm nay cuộc sống Sài Gòn TV chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn một cái địa điểm mà bánh cuốn Quảng Đông nha, của một chú đầu bếp năm sao nấu nhìn hấp dẫn lắm. Nếu mà có dịp mình đi ngang qua đây thì mình ghé mình ủng hộ cô của chú nha cả nhà. Cô chú bán là từ 6 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều. Đó, sắp giờ này đông lắm. Mọi người đấy là chú làm không kịp luôn à. Mình sẽ về nhà mình review
À, cái này là cháo hả cô? Đúng rồi, cháo rồi. Cháo rồi đi bắt quá. Dạ, cái này là cháo. Như là cháo là bao nhiêu phần cô? 30 ngàn. Dạ. Ngoài ra là cô chú còn bán cháo nữa nè cả nhà. Cháo này là cho trẻ con. Không, người lớn. Người lớn luôn hả? Dạ. Sò đi khô của mình mà. Dạ. Sò đi khô. À, sò đi khô. Sò đi khô bạch quả. Dạ. Các chị chuẩn gì nấy cô, chuẩn luyện cô chọc cẩm. Lớn luôn nấu mà. Rồi, cuộc sống Sài Gòn TV xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trong các video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV về ẩm thực đường phố Sài Gòn. Nhớ like, subscribe và chia sẻ giúp mình nha cả nhà. Hôm nay là thêm một địa điểm ẩm thực về bánh cuốn, nhưng mà hương vị là bánh cuốn Quảng Đông nha cả nhà, tại Sài Gòn. Bà con tới thưởng thức rất là đông luôn cả nhà. Cô chú làm không kịp luôn á. Giờ này là giờ trưa. Có ngồi không chú rẻ? Dạ. Đó, cẩm là đầy đủ nha. Rồi xíu mại nè, bò nè, trứng nè. Xá xíu, xá xíu. Xá xíu. Rồi thịt heo xay. Đó. Vậy đó. Dạ. Nhâm, nhâm. Nó ngầu tả tả. Dạ, dạ. Cái xá xíu, cái xíu mại mình quay quầy cũng nhiều mà nhiều lúc mình quay cái tay. Lon ơi, Lon. Dinh cái cháo qua nè, Lon ơi. Lon lon đem qua cho ba đi tắt chiếc có nè. Bô đi. Đã ha. Dạ. Nghe cái tiếng bô đã. Nghe cái tiếng nó cũng phải đã. Dạ. Nghe cái tiếng khủng bố thôi. Chạy trong khu dân cư mà lâu lâu nghe tiếng, nghe tiếng đã xe đắt tiền mà trời nói là bằng tiếng xì bò. Dạ, không bằng tiếng xì bò. Dạ rồi chị mày lấy cái dĩa Lan ơi. Rồi, cũng ngồi đây hả? Nó đó, lên đó nó. Tới 4 người á, 4 người. Rồi, bây giờ tới phần của mình nha. Đây, phần của mình đây. Đúng rồi. Anh ấy chưa có chỗ đâu, muốn chờ đấy. Hấp dẫn luôn. Đây được về nhà, thức chiều nha. Đang kêu rồi, nhưng một phần đặc biệt này của con đó là 55 phải không cô? Đúng rồi. Đâu phần đó là 55 nha cả nhà. Phần này là phần đặc biệt này. À kia bằng cô luôn. Xin chào quý cô chú nha. Đây là bánh cuốn là Quảng Đông nè cả nhà ơi, của cô chú. Đây là cái phần đặc biệt nha. Nhìn khá là hấp dẫn. Nước tương nè, nước tương cô chú cho để mình ăn thêm nè cả nhà, để đổ vô á. Đó, nước mắm, nước tương đổ vô. Mình thấy hình như có vị nước mà không phải là nước mắm của mình cả nhà ơi, mà làm sẵn luôn nước tương á, cũng vị rất là thơm. Bởi vì bánh cuốn á thì có nhiều loại, nhưng mà đây là bánh cuốn Quảng Đông. Quảng Đông á, đây. Để mình coi, mình sẽ thử miếng bao gồm có gì nha. Trứng nè, rồi thịt bò nè, thịt heo nè, rồi xá xíu nè, có xá xíu nữa nha quý cô chú anh chị và các bạn.
Rồi để em thử thứ miếng đầu tiên thử đi. Quá. Wow. Ăn kiểu này nó đỡ phải ngán. Đây xíu. Ừ. Ăn kiểu này á nó đỡ phải nó không có ngán nha quý cô chú anh chị và các bạn. Ừ. Ẩm thực đường phố á, thì Cuộc Sống Sài Gòn TV á chia sẻ các món ăn đường phố cho quý cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay á chia sẻ một cái địa điểm là bánh cuốn theo của người Quảng Đông, của Trung Quốc, của chú đầu bếp nhà hàng 5 sao nè. Do tình hình dịch đó chú nghỉ nên ở nhà bán bánh cuốn nha cả nhà. Ồ. Đã quá. Ngon. Ngon lắm cả nhà ơi. Rất là tuyệt vời. Một địa điểm ẩm thực mới Cuộc Sống Sài Gòn TV chia sẻ cho quý cô chú anh chị tại quận 11. Cuộc Sống Sài Gòn TV cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn nha. Em sẽ để đường link cũng như là số điện thoại hoặc là với cái địa chỉ phía dưới mỗi video thì cho quý cô chú anh chị và các bạn. Bye bye. Nhớ like, subscribe và chia sẻ giúp em nha. Ngoài bánh cuốn ấy, thì ở đây còn có cháo nữa nè cả nhà. Cháo sầu huyết. Cháo đẹp nha. À, rất là ngon. Tô đây là 30k đó nha. Tô đây là 30k nè. Cho người lớn, trẻ con luôn. Rất là tuyệt vời. Con trai của con gái coi em thưởng thức nha cả nhà. Ba mua về mấy cho con ngồi thưởng thức. Cũng ngon. Ngon không cay con? Cay xíu xíu. Cay xíu xíu à? Nước chấm nó cay á. À nước chấm nó cay hả? Do là ba bỏ ớt vô đó. Đừng bỏ ớt.